Sáng ngày 17 tháng 10, dân mạng phẫn nộ vì đoạn clip người đại trượng phu có dấu hiệu say rượu tát liên tiếp vào mặt đại trượng phu chừng 3-4 tuổi. Chiều cùng ngày, người dân kéo đến phòng trọ của người đại trượng phu trong clip để tấn công. Hậu quả là người này bị tát sưng mặt và báo cáo thừa nhận có men rượu trong lúc tấn công con. Người đại trượng phu trong lúc tấn công con và khi bị người dân kéo đến tận nơi tấn công. Sau đó không lâu, người bố đăng lên trang cá nhân ba ta tớ, cho biết việc tấn công con đã xảy ra 2 năm trước và xin số đông mạng tha lỗi. Người này cũng cho hay anh ta và mẹ nhỏ nhắn trai trong clip hiện đã ly hôn. Dưới đây là nội dung ba ta tớ của người đại trượng phu. Mình thành thật gửi lời xin lỗi đến số đông mạng. Chuyện đó đã qua 2 năm nay rồi. Trong lúc mình có rượu trong người đã lỡ tay tấn công con mình. Mình đã biết lỗi. Mong số đông mạnh gần xa tha lỗi cho mình. Chuyện đã qua 2 năm nay rồi. Mình và thê thiếp cũ đã ly thân với ly hôn cũng lâu. Vì mình đã có thê thiếp khác nên người ta tìm cách phá hoại mình. Mình mong các bạn, anh chị trên số đông mạng tha lỗi cho mình. Mình thành thật rất hối hận. Mong số đông mạng bỏ dở và tha lỗi cho mình. Mình biết là mình đã sai rồi. Vì lúc khó tính mình không kiềm chế được, nhưng cuộc đời mà thì lúc nào không có sóng gió. Mình sống trên đời, 31 tuổi rồi, chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai, mà tại sao người ta lại làm như vậy với mình? Mình chỉ mong số đông mạng một lần nữa tha lỗi cho mình. Người đại trượng phu này được cho là đang ngụ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và làm trong một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Tho. Chiều ngày 17 tháng 10, công an thành phố Mỹ Tho cho biết đã bắt được thông tin về việc một người được cho là có hành vi bạo hành con ruột trên địa bàn. Đối tượng đã được lực lượng chức năng mời đến làm việc.